Hiện tại thì các bác muốn mua một cặp loa mà không cần phải dùng, sử, dụng súp thì ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác một cái dòng loa Mygo đó là một dòng loa đến từ Đài Loan các bác à, con này thì nó sử dụng cho mình là cái dòng bát khá là dị đó là bát 35 Đấy. À, một dòng bát 35 rất là hiếm ở trên thị trường các bác nhé đây, đây là cái bát của nó này bát của nó thì um, nó sử dụng cho mình là xương đa chấu và các bác nhìn nó rất là cao Tại vì sao nó lại cao như này, cao hơn những cái bát ví dụ cái bát bình thường nó chỉ tầm đây thôi, nhưng với cái bát mày gold nó sẽ cao hơn. Vì sao? Vì là cái lòng bát nó sẽ sâu hơn, đánh uy lực hơn, uh, bát mềm hơn thì đương nhiên cái bát nó phải cao lên một chút các bác nhé Đấy con này thì uh, các bác nhìn này, xương đa chấu đẹp kinh khủng luôn, rất đẹp. Và đây là cái lòng bát các bác này. Đấy, lòng bát là gần ba sóng tầm dầu. Đấy các bác nhìn kỹ chưa? Quá là sâu luôn, con này bát cực kỳ sâu luôn nhá. Hàng này rất là đẹp luôn, hàng này đẹp như mới luôn các bác. bông tiêu âm này nó quá là rời bầu tiêu dày như thế này thì nó sẽ tiêu âm tốt hơn à, cho các bác xem qua cái phân tần luôn một chút à, loa mango thì nó giống như cái dòng loa nhật đấy phân tần thì nói thẳng với anh em luôn là nó khá là đơn giản nhưng mà cái chất lượng nó mang lại thì không không thể bàn cái được các bác nhé kể cả từ cái phân tần đều là do mango sản xuất các bác này đấy các bác nhìn thấy chưa đấy mango sản xuất nhá à, chép của nó đây à, chẳng có có cái, có cái có cái hãng nào mà trên cái mặt bit của chép nó đều khắc cnc nổi luôn đấy, à, nổi luôn các bác này Đấy, là chữ My Gold luôn các bác nhá. Quá chất lượng luôn. Và em vừa tháo cái cái em chép ra cho các bác xem này. Đấy, em phải tháo kỹ ra kiểm tra cho các bác nhá. À, nó sử dụng cho mình đó là chép màng titan. Rất chất lượng, chép màng titan côn dẹp các bác này. Đấy, côn của nó là không phải là côn 450 như bình thường nữa mà nó cũng rất là độc luôn. Nó sử dụng cho côn mình là côn 50. Đấy. Và con này các bác nhìn này. À, 18 tháng 11 năm 2016 tức là ngày sản xuất nó đều ghi ở trên cả con chép này thì nó bán ra ít nhất là phải là uh, cuối năm 2017 hoặc là đầu năm 2018 thì tức là cái gì ạ? cái loa này nó nó, nó nó, sử dụng đang còn khá là ít mới được có 4 đến 5 năm thôi Đấy, nên là cái cái chất lượng nó nó đang còn còn trên 80% các bạn đẹp loa này thì về bên em đây loa 35 rất là to này. đang còn cả tem này các bạn này Taiwan này Đấy, đang còn cả tem luôn rất đẹp luôn form dáng đẹp, thùng cân sâu, bát thì uy lực rồi. Cho các bác xem thông số phía sau một chút nhé. À, đây là thông số phía sau này. con này với cái mã là XP135, cả tem chính hãng của Mango nó đang còn dán đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 650w rất là lớn rồi và độ nhạy lên đến là 100db ở 8v cái loa này nó ghi thông số này thì đúng thực sự là nó quá là khác biệt so với những loa khác và chính em cũng đang đang test lát nữa em sửa cho các bác chưa xem giải tần nó xuống lên đến 33 hz tức là gì ạ cái giải bát nó còn sâu hơn cả các bác chơi súp bình thường súp hơi thì các bác chơi nó sẽ từ 35 đến 40 nhưng với loa mà gì ạ nó đã là 33 hz rồi thì các bác phải biết là rằng loa này chơi em cam kết các bác luôn các bác không phải mất tiền mua súp nữa các bác nhá đấy và con này thì đương nhiên là sản xuất uh, ở Taiwan rồi các bác nhá đấy sản xuất Taiwan Lỗ tung hơi phía sau em sẽ mở qua cho các bác nghe một chút này nghe cái giải bát sướng thật sự luôn em à, đánh tạm nha, chưa lên bản test chính thức đâu nhé. Đấy

nghe qua đi thôi. Đấy cả tất cả tên micro này. anh dần, tình ta Rồi, đấy lại test một quả mà nó đã quá là uy lực rồi hai quả thì tuyệt vời các bác nhá. Đấy các bác nhìn thấy ngày hôm sau em sẽ vệ sinh tuốt tát sạch sẽ cho anh em thì sẽ lên cái bản test chính thức luôn. Đấy, các bác nhiều khi từ đầu video các bác nhìn thấy ủa cái phân tần của này thấy bình thường đúng không nhưng mà tại sao cái giải bát nó xuống quá là sâu và chép nó sáng các bác nghe cái giải chép em nói luôn là có những cái dòng chép neo là cũng không thể theo được luôn Đấy, nghe nó nhuyễn nó sáng nó sướng Đấy, từ cái chép nó đã xịn như thế này rồi nhìn nó quá là đẹp luôn một cái dòng thương hiệu mà thực sự là nổi tiếng anh em thì đã chơi cái lòng màn gông này quá là nhiều rồi các bác thùng vách thì đẹp, thùng cân Nói chung thùng này không bị chê được Cái đây là nó dính cái bột bá này Họ làm ở trong phòng hát ra, phòng ba ra nó bá vào đây Thì bên em sẽ mai sẽ cạo đi vào vệ sinh thôi Đương nhiên là khi hàng đến tay các bác nó sẽ đẹp nha Và đương nhiên là những cái dòng loa bái xịn chất âm tuyệt vời đó. Chất âm hay thì giá nó không hề rẻ luôn Và báo luôn các bác luôn là giá bên em đang chào bán cho tất cả các bác là 14 triệu một cặp nha Hàng zin đét luôn, đẹp Khi đến tay các bác nó sẽ là đẹp như mới luôn Con này là sản xuất 2016 Đây là chép thôi chứ còn bát gì khác và khi lắp ráp lại nó lại lại khác các bác nhé Đấy, 14 triệu và bên em có cả về luôn cùng với này các bác luôn là lô loa à, đẩy mango các bác này. Đẩy mango thì uh, nếu mà các bác muốn chơi con này hay ấy, ngon ấy thì các bác làm con 900 w đây này, đây. Con 900 w đây thì uh, báo luôn các bác là 4 triệu rưỡi một một một, một con, mặt phay nhôm đẹp, cùng thương hiệu luôn. Nếu mà các bác nào mà gọi là xịn sò, gọi là chịu chơi ấy, lấy cả loa mango, lấy cả đẩy công suất mango thì quá tuyệt vời luôn như cậu với mợ luôn các bác. Đấy. Nói về loa về đẩy công suất thì các bác nhớ đến Ankin là biết là chỉ có hàng chất thôi và nói thẳng luôn là không có hàng rẻ. Bên em cũng không có cái hàng mà bắt 30, bắt 35 mà giá 2, 3 triệu hay cả thậm chí là 5, 7 triệu cũng không có. Khẳng định các bác luôn. Có những nơi người ta bán một đôi loa 30 mà có 2 triệu mấy à. Nếu các bác nào muốn mua về làm cảnh thì các bác cứ liên hệ em cho bác địa chỉ các bác đến các bác mua người ta bán giá có hai triệu mấy một cặp trong khi đấy là cước vận chuyển này rồi tất cả các thứ về nó đã rơi vào tầm một triệu rồi thế thì cái chất lượng nó ở đâu về làm về mua làm cảnh à đấy con này là 14 triệu đồng bao cước vận chuyển của bác nha đấy bác nào gần đến thì test luôn và cái tem này thì uh, nó là tem xoay được các bác nếu mà các bác treo thì các bác có thể xoay theo cái chiều mà các bác muốn đấy loa xịn quá đẹp luôn ok các bác nha